Insidious The Red Door, sự trở lại với nỗi kinh hoàng gấp bội. Insidious The Red Door là phần phim mới nhất của loạt phim kinh dị Insidious, cuối cùng cũng đã ấn định ngày khởi chiếu. Theo đó, bộ phim dự kiến sẽ khởi chiếu vào ngày 7 tháng 7 năm 2023. Sau 13 năm ra mắt, Insidious đã trở thành một trong những thương hiệu phim kinh dị chất lượng ăn khách nhất trên toàn thế giới với tổng doanh thu 542 triệu đô so với kinh phí chỉ vỏn vẹn hơn 26 triệu đô. Sau khi khám phá những câu chuyện khác nhau, Insidious The Red Door sẽ mang trở lại những con ác quỷ quen thuộc cùng nỗi kinh hoàng nguyên thủy từ hai phần phim đầu tiên, sẵn sàng gieo rắc nỗi sợ hãi mới cho khán giả. Bộ phim lấy bối cảnh 10 năm sau phần 2 của Insidious năm 2013. Lúc này, cậu con trai Dalton Lambert do Ty Simpkins đảm nhận đã chuẩn bị vào đại học. Sau những biến cố kinh hoàng năm xưa, gia đình Lambert đã chuyển đến một thành phố khác để bắt đầu cuộc sống mới, và Dalton cũng đã quên đi khoảng thời gian kinh hoàng khi bị ác quỷ bắt cóc. Thế nhưng, những cơn ác mộng xuất hiện ngày một nhiều hơn. Nỗi ám ảnh trong quá khứ bắt đầu quay trở lại. Ngay cả Rod Lambert do Patrick Wilson đảm nhận cũng không thoát khỏi bàn tay của thế lực tàn ác khi ma quỷ liên tục tấn công họ mọi lúc mọi nơi. Dường như Rod cùng Dalton buộc phải sử dụng lại năng lực du hành để quay trở về cõi vô định để kết thúc mọi thứ. Trailer của phim đã cho thấy màn tái xuất dàn ác quỷ quen thuộc từ hai phần phim đầu. Không những thế, các màn hù dọa còn được đẩy mạnh hơn khi thêm vào những cảnh quay kết hợp mượt mà giữa âm thanh và bóng tối cùng với tạo hình nhân vật ghê rợn đến mức gây ám ảnh. Giờ đây, cánh cửa đỏ đã không còn đủ sức ngăn cản đám ác quỷ thoát ra và gieo rắc thảm họa cho nhà Lambert. Đặc biệt hơn, Patrick Wilson, nam chính của Insidious mùa 1 và 2 sẽ kiêm đạo diễn phần năm này. Ty Simpkins, cậu bé thủ vai Dalton năm nào, sẽ trở lại với vai diễn của mình. Bên cạnh đó, bà đồng e lại do Lindsay đảm nhận dường như cũng sẽ trở lại. Sau khi bị cô dâu áo đen sát hại, linh hồn của Alice vẫn ở lại và tiếp tục giúp đỡ những người đồng nghiệp cũ chiến đấu với ác quỷ. Mọi thứ hứa hẹn sẽ có sự kết nối xuyên suốt và mang đến câu chuyện hấp dẫn bên cạnh những màn hù họa chất lượng nhất.